Xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi vô nhà bếp làm bánh xèo. Hôm nay ngoài cũng trời mưa, lạnh. Nhưng mình đâu có xèo ăn cái hơi sống. Hơi sống này là đợt cuối cùng. Này cái bà xanh. Ngò gai. Này húng lủi. Potato. Này lá lốp. Lá lốp mà nó lạnh á, nó trắng. Giá cá. Dưới này có mình có rau găm. Dưa leo. Nó này này con sống mình. Này hành, ngò, củ hành tím, tỏi, ớt. Đây là giá, củ cải trắng, cà rốt, củ kiệu, ngâm chua, bột niêm, đường, tiêu, muối. Rồi đây mình có thịt ba gọi với lại tôm với nước dừa. Này bữa nay là xài đó, loại bột này nè. Bột bánh xèo với bột chiên giòn. Ok, giờ mình đi pha bột ha. Giờ mình quậy cho nó đều rồi đó. Nãy mình đổ là 700ml nước với lại nửa lon nước dừa. Đó, giờ mình để cho nó bột nó nghỉ đi. Rồi mình đi sắt đồ. Ok, giờ mình đi sắt hành với ngò. Mình bỏ nó vô. Mình cắt cà rốt cho nó mỏng hơn, chút mình làm nó mắm luôn. Này tỏi này mình làm nước mắm nè. Này mình có ớt chuông nhỏ đó, ớt chuông này ớt chuông ớt nó không có cay. Cho nó có màu thôi. Dầm. Này thịt ba gọi á, vừa mỡ vừa nạc á. Ăn đợt nha. Giờ mình thái mỏng rồi mình chiên, mình xào nó trước. Bây giờ mình đi ướp thịt nha. Hôm nay là mình có tiêu với lại bột nêm với muối thôi. Này ốp theo em mỗi gia vị hay mỗi gia đình nha. Này mình ốp cũng lạc chứ không có mặn lắm. Ok, với mình cho thêm nửa chén nước mắm ha. Mình bỏ từ từ vô cái nếp mình dừa. Ok, giờ mình đi phi tỏi trước cho nó khơm cái rồi mình xào thịt sơ lại ha. Ok, giờ nó hơi vàng vàng rồi đó. Giờ mình bỏ thịt với tôm vô hết chưa, mình xào sơ nữa. Ok, thịt mình giờ chín rồi, mình nhắc xuống bếp thôi. Ok, dĩa bánh xèo mình giờ là xong rồi đó. Nó rất là giòn luôn nè, coi nè. Ok, giờ mình quấn thử cho một cái cho cả nhà coi ha. Giờ mình có cái bả xanh ha. Mình thích ăn rau nhiều thì mình bỏ rau nhiều nha. Mình có rau ôm, nước cá, mỗi cái chút chút á. Với lại cái này là lá lốp, rau găm đồ. Okay. Bỏ thêm hai củ kiệu vô nữa, mình ăn kiệu mình bỏ vô. Ok, giờ mình mời cả nhà ăn bánh xèo với mình nha. Rất cảm ơn cả nhà theo dõi cái video bữa nay của mình nha. Này bữa nay trời hoài lạnh á, mình chỉ đổ bánh xèo ăn cho nó ấm bụng thôi. Ok, xin mời cả nhà nha.
rất là ngon, vừa ăn nó cũng vừa ăn. Quá hình của kiểu vô quá ăn nó giòn mà nó thơm. Ok, giờ mình tạm thời mình cái video tới đây ha. Cảm ơn cả nhà theo dõi mình nha. Bye cả nhà.